Mở đầu camera nóng ngày hôm nay là đoạn clip ghi lại tình huống dở khóc dở cười khi một người phụ nữ chẳng may khơi động chiếc máy đầm mini. Sự việc này được camera an ninh của cửa hàng bán thiết bị máy móc ghi lại. Theo clip, trước cửa hàng bán máy móc và vật tư thiết bị, một người phụ nữ tiến lại và lỡ tay khởi động chiếc máy đầm mini. Ngay sau đó, chiếc máy trượt khỏi tầm kiểm soát của người phụ nữ, rồi nhảy múa loạn xị ra đường, hút đổ cả chiếc xe máy đang dựng trên vỉa hè. Người phụ nữ cũng bị thương ở chân khi tìm cách dừng chiếc máy. Chiếc máy đầm này chỉ thực sự đứng im khi có sự xử lý của một người đàn ông.